Mình năm nay hình bằng tuổi em A, sau đó mình năm sinh năm 86. Mình Trước năm gì? đây mình có đây. Mình có cũng tức là một người rất là ăn rất là nhiều rau củ và mình ăn cũng rất ít thịt. Thế nhưng mà không biết là vì sao mà mình thấy là mình không có giảm cân. Thì rất tình cờ mình có tham gia nhóm detox và mình lúc đấy mình cũng không có thực sự là đi theo một phương pháp nào, và lúc ấy chắc là mình cũng chưa tham gia liệu trình, thì mình chỉ tham khảo một số bài viết và một số cách mình có uống cần tây này, uống nước dứa, và mình gần như là thay đổi cái thực đơn của mình sang ăn rau củ quả đó. Thì trong cái tuần đấy thì thực sự là mình có giảm chắc khoảng tầm 1 cân hay 1,5 cân gì đấy. Vì lúc lúc đấy thực sự là đến bây giờ mình cũng không có theo được cái liệu trình chính xác của Emma, bởi vì mình không phải là một người follow được cái là không follow được liệu trình, cho nên là mình cũng chỉ tham khảo thôi. Thì mình cũng mình thấy là về việc uống uống nước ép trái cây detox thì nó rất là tốt cho sức khỏe, và bản thân mình thấy nó mình thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, mặc dù mình không phải người béo, mình cũng không phải người béo lắm, mình khoảng tầm 5-3 cân rưỡi trước trước khi mà uống detox, và hiện tại thì chắc khoảng 5-2 cân đó. Thì mình có nhận thấy là sau khi mà mình ăn uống healthy hơn thì cái sức khỏe của mình cải thiện, ví dụ như là mình thở tốt hơn này, hoặc là mình người mình sẽ nhẹ nhàng, cái sức khỏe của mình thì khá là tốt. Chỉ có là nếu như mà mình lười vận động thì sẽ bị đau nhức cơ. Đau nhức cơ thì cái đó cũng đã từng mình cũng đã từng tập tập luyện thì nó cũng sẽ giảm. Thế nhưng mà mình cũng khá ngạc nhiên là khi mà mình ăn uống healthy thì nó cũng giảm.